Phan Hiển từ cậu bé tự kỷ đến kiện tướng despot quốc tế và mối tình cô trò vượt khó với Khánh Thi. Trước đây nhắc đến Phan Hiển, nhiều người chỉ nhớ đến anh là một nửa của nữ hoàng despot vì giám khảo của nhiều game show ăn khách Khánh Thi. Nhưng thời gian đã chứng minh Khánh Thi có con mắt tinh đời. Sự nghiệp của Phan Hiển ngày càng thăng hoa, anh vừa cùng bạn nhảy Thu Hương giành 3 huy chương vàng tại SEA Games 31. Khánh Thi đánh giá thành tích của Phan Hiển Thu Hương đã tạo nên lịch sử mới cho despot Việt Nam. Sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi quyết định lên xe hoa vào cuối năm nay. Khi được hỏi giành 3 huy chương vàng tại SEA Games 31 có nằm trong dự tính của anh, kiện tướng despot quốc tế cười vui vẻ. Tôi chỉ đặt mục tiêu tối đa là 2 huy chương vàng. Lần trước tôi đã giành được một cái rồi, nên lần này chỉ mong thêm một cái nữa. Ngay cả nữ hoàng despot, người phụ nữ âm thầm đứng sau Phan Hiển, cũng không thể đoán được chiến thắng vang dội của chồng tại SEA Games 31. Chị quyết định thưởng lớn cho chồng, một chiếc mô tô trị giá hơn tỷ đồng, khiến nhiều khán giả nam quan tâm đến cặp đôi vàng trong làng despot phải thốt lên ngưỡng mộ, đúng là vợ người ta. Phan Hiển cũng ngỡ ngàng trước món quà vừa giá trị vừa tâm lý của vợ. Anh tiết lộ, đây là chiếc mô tô thứ tư Khánh Thi dành tặng chồng. Kệ tướng despot nói vui, nàng đã tặng 3 cái rồi, không lẽ lại tặng thêm một cái nữa. Không ngờ người tính không bằng trời tính. Họ đã bên nhau hơn chục năm và có 2 nhóc tỷ đáng yêu, song chưa tổ chức đám cưới. Vũ công Phan Hiển sinh ngày 22 tháng 6 1993. Tên đầy đủ của Phan Hiển, tên thật là Nguyễn Đoàn Minh Trường. Anh trở thành một trong 4 kiện tướng despot quốc tế hiếm hoi của Việt Nam khi mới 16 tuổi. Phan Hiển là quý tử của một gia đình có truyền thống kinh doanh bất động sản. Ông bà ngoại của Phan Hiển là những doanh nhân khá thành công tại Sài Gòn. Hàng loạt cao ốc nằm tại các con đường đẹp, nằm rải rác khắp các quận nội thành, được cho là thuộc sở hữu của đại gia đình Phan Hiển. Ít ai biết rằng, ở tuổi vị thành niên, Phan Hiển từng mắc chứng tự kỷ. Thời điểm đó tôi không giao lưu với bên ngoài, đi học về chỉ ở nhà không ra đường, không bạn bè, anh tâm sự. Mẹ của Hoàng Mỹ An, ca sĩ đang hát cho trung tâm Thúy Nga Paris hiện nay là chị họ của Phan Hiển. Sợ anh tự kỷ nặng nên đã đưa anh đi học despot để Phan Hiển có thể giao lưu với bạn bè. Mục đích ban đầu của anh chỉ là tập thể dục thể thao, nhưng không ngờ lại trở thành sự nghiệp đi theo suốt cả đường đời. Như một cái duyên, Phan Hiển gặp được cô giáo Khánh Thi, nữ hoàng despot Việt Nam. Phan Hiển đã được Khánh Thi hướng dẫn và chỉ dạy một cách nhiệt tình. Sau 2 năm khổ luyện, cặp đôi Khánh Thi Phan Hiển đã cùng tham dự nhiều cuộc thi despot và mang về những vinh quang đầu tiên. Đó là các danh hiệu kiện tướng despot quốc tế, vô địch despot châu Á 2009 và vô địch despot Việt Nam 6 năm liền. Khánh Thi không chỉ là cô giáo, là bạn nhảy luôn kề vai sát cánh cùng anh. Dù là ở bất cứ sàn đấu nào và bục vinh quang nào, họ là cặp đôi ăn ý với nhau và đồng hành cùng cô trên khắp các cuộc thi trong và ngoài nước. Phan Hiển còn là huấn luyện viên trẻ sáng giá bậc nhất ở các câu lạc bộ despot của Khánh Thi. Sau thành công ở SEA Games 31, Phan Hiển tuyên bố làm đám cưới với Khánh Thi vào cuối năm nay. Mới đây, cả hai hình ảnh, cả hai đi chọn váy cưới lan truyền khắp mạng xã hội, khiến nhiều người vô cùng háo hức mong chờ. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể anh chưa ấn định, bởi trước mắt Phan Hiển còn nhiều giải đấu cần chinh phục. Tháng 6, anh thi đấu despot tại Tây Ban Nha dành cho các nhà vô địch cấp quốc gia. Tháng 7 là giải ở Italia, tháng 11 là giải vô địch thế giới tại Italia. Phan Hiển đang là vận động viên despot đứng thứ 9 châu Á. Dẫu thành công trong bộ môn despot là vậy, thế nhưng theo đánh giá của Phan Hiển, khiêu vũ thể thao ở Việt Nam hiện tại rất được yêu thích, nhưng người hiểu và biết về môn này thì chưa nhiều. Những người gắn bó despot như nghiệp càng hiếm hơn. Phan Hiển Khánh Thi có trường đào tạo thanh thiếu niên yêu thích despot. Anh nhận thấy, bộ môn này từ thiếu niên trở xuống thu hút cực đông, nhưng để đi vào chuyên nghiệp lại ít, bởi trên 16 tuổi, người trẻ bắt đầu âu lo cơm áo gạo tiền nên không theo despot nữa. Nếu chỉ sống bằng lương thì lương không bù tiền đi học, đi tập huấn. Anh cũng bày tỏ nỗi niềm rằng với despot, nhiều người chỉ biết đến Trí Anh, Khánh Thi, Phan Hiển. Lứa sau, công chúng chưa biết đến nhiều. Ngược lại, Khánh Thi cũng luôn ủng hộ sự nghiệp của chồng, mong muốn Phan Hiển ngày một tỏa sáng hơn. Theo Phan Hiển, lấy người cùng nghề hay nhiều hơn giờ, hai người có thể thông cảm với nhau rất nhiều bởi nghề này khá nhạy cảm. Nếu người vợ ngoài nghề thì chỉ cần đi tập với phụ nữ khác, có ngày tập tới tận 8 tiếng chắc là không ai chịu được mình. Phan Hiển tiết lộ, nữ hoàng despot không mấy khi vào bếp, nhưng thời điểm Phan Hiển tập luyện nước rút, Khánh Thi có sự thay đổi lớn, vào bếp nấu ăn phục vụ chồng. Tuy nhiên, nấu món gì thì anh cũng không biết. Anh chia sẻ, trước khi Thi về làm dâu, tôi đã nói trước với gia đình rằng Thi không biết nội trợ, không biết vào bếp nấu món gì hết. Nhưng ở nhà tôi, phụ nữ cũng ít vào bếp nên thấy việc đó cũng hết sức bình thường. Giải thích cho việc vì sao Phan Hiển lại yêu Khánh Thi và mong muốn gắn bó với cô suốt cả cuộc đời, kiện tướng despot thẳng thắn chia sẻ vì Khánh Thi giống bà cố của anh. Tôi ấn tượng với Thi ở vẻ xinh đẹp cùng sự tinh tế. Thi là người phụ nữ sâu sắc và giống đặc bà cố của tôi. Anh không ngại tiết lộ, trước đây anh cũng có nhiều người phụ nữ mến. Họ là những cô gái trẻ, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn Thi. Bà cố ảnh hưởng sâu sắc tới ứng xử của Phan Hiển. Bà cố của tôi không khoe khoang, lại sống rất tình cảm. Khi chuyện tình Phan Hiển Khánh Thi bị lộ, Khánh Thi chịu không ít áp lực. Lúc đó, Phan Hiển đã đứng ra bảo vệ người phụ nữ của mình. Bởi quan điểm của anh, không bảo vệ được người mình yêu thì không làm nổi việc gì. Trong đời sống gia đình, mỗi khi mâu thuẫn nảy sinh, Phan Hiển luôn là người làm lành trước. Khánh Thi có tâm hồn nhạy cảm nên rất dễ rơi nước mắt.
Mỗi lần Khánh Thi khóc, Văn Hiển lại nghĩ ra đủ trò để dỗ vợ. Khi thì tấu hài, lúc lại tặng quà. Nữ hoàng Despot hay ghen, có khi ghen trong tưởng tượng. Sau hơn 15 năm bên cạnh nhau, cả hai có với nhau hai nhóc tỷ đáng yêu, đúng như câu hổ phụ sinh hổ tử. Con trai Phan Hiển Khánh Thi, bé Kubi đã tham gia nhiều cuộc thi khiêu vũ thể thao và giành loạt huy chương vàng, bạc. Nhiều người đoán Kubi sẽ trở thành một vũ công nổi tiếng trong tương lai. Còn Phan Hiển khá rẻ rặt khi đánh giá Kubi. Bé cũng có tí xíu năng khiếu nhưng không biết sẽ phát triển đến đâu. Tôi để bé phát triển tự nhiên. Khi con trai đủ chín chắn, chính con sẽ tự quyết định đi theo con đường nào. Công việc bận rộn nhưng mỗi ngày, ông bố trẻ vẫn cố gắng dành tối đa khoảng 3 tiếng đồng hồ để chăm sóc, lắng nghe và chơi đùa cùng hai con.